vẫn như thường lệ, tiếng đàn piano của Phương Hương và tiếng vĩ cầm của Lục Vũ. Ai cho lời chào trân trọng nhất. Chúc cho cả nhà có một buổi tối, một buổi chiều nghe nhạc thật là vui và hạnh phúc bên nhau. Kính thưa quý vị, Lục Vũ được ban giám đốc cho biết là chương trình âm nhạc thính phòng của Lục Vũ và Phương Hương, nhóm The Friends, đã được đi rất xa trên Galaxy 19, có nghĩa là 50 tiểu bang có thể đang theo dõi chương trình này. Quý vị nào có muốn quảng cáo hoặc là muốn bảo trợ cho chương trình âm nhạc thính phòng, cứ gọi trực tiếp cho Lục Vũ ở số 714-467-5840, 714-467-5840. Trước khi mà đi vào chương trình chính, cũng như hai vị khách mời thật đặc biệt ngày hôm nay, thì cho Lục Vũ mạn phép giới thiệu về live show của nam nhạc sĩ Minh Nhiên đến từ Việt Nam. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị xem những hình ảnh của poster, kính thưa quý vị. Trong đó, nữ ca sĩ Lưu Bích, nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu, Hà Thanh Xuân, Maya, Hồng Liên và ban nhạc The Friends. Và có sự hiện diện rất đặc biệt của nhạc sĩ Minh Nhiên đến từ Việt Nam, kính thưa quý vị. Bắt đầu chỉ 30 đồng, có bán tại Túc Quỳnh, Bosa Ticket, hoặc gọi cho Lục Vũ ở số 714-467-5840. 714-467-5840. Kính thưa quý vị, Lưu Vũ xin chia sẻ một đôi điều về đáng lẽ chương trình này làm tại Moonlight. Nhưng vì Moonlight có một đang trong thời gian sửa chữa không kịp, cho nên chúng tôi dời qua Lưu và Lưu Vũ mượn làn sóng của đài SET để cảm ơn nữ ca sĩ Phi Khanh luôn luôn là lúc nào cũng hỗ trợ và giúp đỡ cho Lưu Vũ trong những hoàn cảnh thật đặc biệt. Đó là niềm cảm kích từ những người nghệ sĩ với nhau. Và như thường lệ thì tôi xin mời Vương Hương. Vương Hương thân mến, chào quý vị. Chiều hôm nay còn vài tiếng nữa thôi là đến với đêm nhạc Minh Nhiên, đúng không? Vương Hương rất vui và chào đón bạn Minh Nhiên, cũng như lần đầu tiên nữ ca sĩ Lưu Bích có mặt trong chương trình của chúng ta. Cảm ơn Vương Hương thật là nhiều. Kính thưa quý vị, Lưu Vũ rất là vui và hạnh phúc khi mà nữ ca sĩ Lưu Bích nhận lời lên chương trình này, bởi vì chị đi show rất là nhiều và rất là bận rộn mà bỏ ra thời gian lên đây, thì không ai khác hơn vì tình cảm, mà tình cảm đặc biệt này đến dành cho ai. Thì trước khi mà chị Lưu Bích thổ lộ thì xin mời chị Lưu Bích gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý khán giả của đài SCT. Xin mời chị. Lưu Bích xin kính chào tất cả quý vị và đài SCT. Tại vì thương lắm á, có mặt ở đây á. Đúng không? Và cái thưa quý vị, ngồi kế bên quý vị, Lưu Vũ cũng xin mạn phép giới thiệu đó là nhạc sĩ Minh Nhiên, với những tác phẩm mà phải nói là tất cả các tủ karaoke của gia đình Ngân Nga, xin lỗi tình yêu không có lỗi. Minh Nhiên gửi lời chào tới quý khán giả. Minh Nhiên xin gửi lời chào tới quý khán giả của đài SET. Xin gửi đến lời chào trân trọng nhất. Mời Vương Hương có câu hỏi gì cho anh chàng nhạc sĩ này không? Cũng nên nhắc lại là đã bao lâu rồi khi Minh Nhiên lần đầu tiên? 2 năm rồi Hương. 2 năm rồi. Chắc có lẽ phải nhắc lại cho quý vị biết là Minh Nhiên là bạn học chung tại nhạc viện với Vương Hương và Lung Vũ, và rất là thân, chơi với nhau từ nhỏ. Minh Nhiên là học accordion, Vũ và Hương là piano, violin như quý vị cũng đã biết. Hương ơi Hương, Hương có thể đàn một cái giai điệu, một cái nhạc phẩm nổi tiếng của Minh Nhiên, một ngắn, thật ngắn thôi, để cho khán giả có thể biết đó là nhạc phẩm gì không Hương? Quý vị đoán được nhạc phẩm này là nhạc phẩm gì? Text email cho Lưu Vũ thật là gấp, Vũ sẽ tặng cho quý vị vé đi xem show của Minh Nhiên, kính thưa quý vị. Rất là dễ, quý vị đón nha quý vị, 714-467-5840. Bởi vì chương trình này là 3 giờ trưa ngày Chủ nhật, kính thưa quý vị. Quý vị mà đón liền, text cho Lưu Vũ, Lưu Vũ ơi, nhạc phẩm đó, Lưu Vũ tặng 2 vé cho quý vị để đến Vũ Trường Blue nha quý vị. 714-467-5840, 714-467-5840. Trở lại với nhạc sĩ Minh Nhiên. Minh Nhiên ơi, nhạc phẩm Xin Lỗi Tình Yêu, rất nhiều quý khán giả email và gọi điện cho Lưu Vũ hỏi tác giả Minh Nhiên viết nhạc phẩm này cho ai. Tại vì người ta cũng biết Minh Nhiên là chồng của nữ ca sĩ Hồng Ngọc. Chồng có cũ. Phải viết chồng cũ, chồng cũ, có phải viết cho Hồng Ngọc hay không? Phải có chữ cũ trong đó. Có chữ cũ. Thưa quý vị khán giả của đài SCT,
Cả hai khúc này thì Minh Nhiên viết, thực sự viết ra đúng là viết cho một cô gái, nhưng mà không phải viết về cái người mà nó cũng mới nói. Viết một cô gái mình đã có lỗi với cô đó trong cái thời gian mà yêu nhau. Thì cô gái đó cho phép Minh Nhiên không giấu tên vì người ta cũng có gia đình rồi. Thì cũng đính chính lại thì Minh Vũ chắc cũng đã đùa đấy, chứ không phải với cô gái đâu cũng nói đâu. Cảm ơn Minh Nhiên thật là nhiều. Thì những cái từ mà Minh Nhiên viết á, nhìn nó rất là gần, nhưng cái ý nghĩa nó sâu hơn. Minh Nhiên có thể giải thích một tí xíu được không? Hỏi sâu vô tình cảm người ta hả Vũ? Có thì khán giả đặt câu hỏi cho Lương Vũ rồi. Thí dụ như mình xin lỗi tình yêu đây, có nhiều người, có nhiều người khán giả có hỏi Minh Nhiên tại sao không phải xin lỗi em, hay là xin lỗi Bích, hay là xin lỗi ai, mà phải xin lỗi tình yêu. Tình yêu nó tại sao mà xin lỗi cái tình yêu, cái tình yêu nó không phải một người. Thì cái ý đây là Minh Nhiên nói nó còn lớn hơn là nó còn lớn hơn là mình xin lỗi cái cô con gái đó, là đây xin lỗi cái tình yêu, tại tình yêu nó đẹp lắm và nó rất là thiêng liêng. Thì trong cái mối tình đó Nhiên là người có lỗi, và Nhiên cảm thấy Nhiên rất có lỗi, không xứng đáng với hai cái chữ tình yêu mà cái cô đấy dành cho mình. Mình xin lỗi, cao hơn là xin lỗi sâu hơn, là xin lỗi cái người đó xin lỗi tình yêu mà. Tình yêu là đúng rồi, tình yêu họ không có lỗi, chỉ có con người có lỗi với nhau thôi. Cảm ơn Vương Hương. Thì Vương Hương có câu nói gì không? Tại vì Vương Hương muốn hỏi chị Bích ơi, khi chị Bích hát những bài hát của Minh Nhiên á, chị Bích có cảm thấy tội nghiệp người nhạc sĩ không? Cái lời ca từ nghe không, nặng lòng không? Không, tại vì Lưu Bích cũng nhạc sĩ luôn nha, không có tội nghiệp với nhạc sĩ. Chị cũng có viết vài bài nhưng mà dạ. Đúng ra là những người nghệ sĩ là phải có cái tâm sự, thì càng có nhiều tâm sự thì viết cái bài hát nó rất là hay. Có khi viết cái bài hát đó trong mấy phút, 15 phút đã ra cái bài hát, mình tâm sự và thật thụ của mình á. Yeah. Lúc nào cũng khán giả cũng feel cảm nhận được. Cảm ơn chị Bích và Minh Nhiên đã chia sẻ những cảm xúc thật về người nghệ sĩ, thưa quý vị. Ơi quý vị nhớ Dư Làn Sóng sau vài phần thông tin thương mại thì nam nhạc sĩ Minh Nhiên sẽ ngồi lên đàn piano đàn tặng cho quý vị, và với tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Bích. Nhớ nha vị, giữ Làn Sóng nha vị. Cảm ơn vị thật là nhiều. Cảm ơn vị lúc nào cũng yêu thương và gìn giữ chương trình âm nhạc tính phòng. Thưa vị, như Lưu Vũ đã hứa với quý vị là quý vị sẽ được thưởng thức một nhạc phẩm. Đó là nhạc phẩm gì thì Lưu Vũ xin mời nữ ca sĩ Lưu Bích có thể giới thiệu nhạc phẩm chị trình diễn với nhạc sĩ Minh Nhiên viết lời. Thưa chị, xin mời chị. Lưu Bích sẽ trình bài bản của nhạc sĩ đây Minh Nhiên. Đó là bản nhạc tập Bên Tình Yêu. Và mong rằng quý vị cũng đến chủ nhật này sẽ nghe cái bài hát đó. Xin mời quý vị thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gian dối, xót xa ân tình xưa lời yêu đã thay lòng, sẽ nát tim em bằng lời yêu đầu môi dối gian. Người yêu ơi, đành chia tay khi anh đã thay lòng, ân tình không còn bên đời từng đôi ta, lời thề xưa yêu em là gian dối. Một chó thật lớn cho tiếng hát của nữ ca sĩ Lubis. Quá tình cảm phải không quý vị? Và tiếng đàn piano rất ngọt ngào của nhạc sĩ Minh Nhiên. Bây giờ vào chương trình chính để phỏng vấn chị Lubis cũng như Minh Nhiên, thì xin mời Vương Hương. Hôm nay Vương Hương thích quá thưa quý vị, vì Vương Hương được ngồi đây và thưởng thức giọng hát của chị Lubis, một trong những giọng hát Vương Hương cực kỳ yêu thích, và tiếng đàn của bạn mình còn gì bằng không gì. Xin mời chị Lubis dời cái ghế lên một tí xíu để có thể thấy rõ dung nhan của chị. Phải nói là sao chị trẻ hoài vậy chị Lubis. Thưa quý vị, phải nói là tiếng hát của chị Lubis phải nói là phục vụ được đàn cho chị Lubis, đó là một trong những cái mà được phục rất là hâm mộ từ quê nhà hồi xưa. Minh Nhiên cũng như Lưu Vũ được nhìn những cái băng đĩa của trung tâm Thúy Nga và nhìn chú Lubis, biết bao giờ mà được nói chuyện, được đàn và được tâm sự. Xin mời Minh Nhiên. Đúng không Minh Nhiên? Tiếng hát của Lubis là một những giọng hát mà thời thanh niên Minh Nhiên rất là mê. Không ngờ có một ngày được Lubis hát ca khúc của mình và được đàn chị Lubis hát nữa. Cảm ơn chị Bích. Chị Bích ơi, cho em hỏi. Hồi nãy Minh Nhiên đang nói chị Bích Bích, hồi cái tự nhiên thiệu thành chị Bích là sao? Chị Bích ơi, cho Lưu Vũ được hỏi chị một vài câu. Chị đến với Minh Nhiên như thế nào? Cũng là câu hỏi Vương Hương muốn hỏi, tại sao cơ duyên là hai người gặp nhau á? Đến với nhau. Cái này Lưu Bích trả lời là Nhiên. Thế nhưng mà Lưu Bích quen Minh Nhiên. Xin phép trả lời câu thật ngon đó. Qua anh Nguyễn Hưng. Đúng rồi. Thì tại Việt Nam thì Minh Nhiên cũng là một nhà sản xuất âm nhạc và một quản lý ca sĩ. Thì cái cơ duyên để Minh Nhiên gặp Lưu Bích là Lưu Bích cũng là một người bạn của anh Nguyễn Hưng. Anh ca sĩ Nguyễn Hưng thì lúc đó là Minh Nhiên là người manager của anh Nguyễn Hưng. Thì có một dịp gặp gỡ anh Nguyễn Hưng giới thiệu cho tôi Bích. Và hai Bích với Minh Nhiên cùng ngồi nói chuyện với nhau. Bích cũng nói về những cái dự án. Khi đó Bích muốn một ca khúc mới để Bích làm cái album và để ghi hình của chương trình Thúy Nga. Thì Minh Nhiên có gửi cái ca khúc mà quý vị vừa nghe là ca khúc Tạm Biệt Tình Yêu. Thì Bích cũng cảm thấy thích cái bài đó và Bích sẽ lấy cái bài đó, Bích sau có ghi hình về chương trình Thúy Nga. Thì kể từ đó cho nên Bích với Nhiên có cái mối liên hệ và hai người đến với nhau. Mời Vương Hương hỏi chị Bích như thế nào? Mà thực sự thưa quý vị, tất cả những bài hát của chị Bích mà khi đã không hát thì thôi, mà khi đã hát là thành hit hết, đúng không? Đúng không Nhiên? Thì chị Bích ơi, chị Bích có thể trước khi chia tay với rất nhiều quý khán giả, chị cũng phải đi show ngay từ bây giờ để về chuẩn bị rồi quần áo. Để tối nay hát. Tối nay hát live show của Minh Nhiên và Lưu Bích. Chị có vài lời với những fan hâm mộ chị thôi chị. Thì đến đây lâu lâu đó là Minh Nhiên mới có cơ hội đến Quận Cam. Thành ra là Lưu Bích cũng kỳ này có cơ hội. Kỳ trước Lưu Bích đã 2 năm trước Lưu Bích đã miss là không có hát cho chương trình của Minh Nhiên. Thì tối nay mong rằng quý vị đến ủng hộ Blue. Rất là có nhiều ca sĩ khác nữa. Thành ra Lưu Bích chắc chắn là sẽ có một đêm rất là vui, rất là hoàn hảo cho quý vị. Cảm ơn chị Lubis thật là nhiều. Thưa quý vị, Lưu Vũ nhắc lại quý vị là
8:30 tại Vũ trường Blue nằm trên đường Beach, kính thưa vị, góc đường đấy. Westminster tối nay nha vị. Vị nhớ đoán cái nhạc phẩm của Vương Hương xong, test sau Lương Vũ. Và nếu quý vị có bạn bè, người thân của mình ở xa thì mua hai bàn tổ chức sinh nhật ở thay vì ở những nhà hàng khác, thì không có một cái đêm tuyệt vời, một đêm mà có Lưu Bích, có Hồ Lệ Thu, có Hà Thanh Xuân, có Maya, có Hồng Liên, có Minh Nhiên, có ban nhạc The Friends, chỉ bắt đầu từ 30 đồng. Nếu quý vị mua hai bàn, Lương Vũ sẽ tặng cho vị một bàn luôn, kính thưa vị, làm cho sao cho cái show thật là đông, thật là vui tại Vũ trường Blue nha vị. Gọi cho Lương Vũ 714-467-5840. Vị ơi, vị nhớ giữ làn sóng sau về phần thân thương mại thì một nữ ca sĩ khả ái đó là Hồ Lệ Thu sẽ lên đây hát tặng cho quý vị một nhạc phẩm nữa. Xin cảm ơn quý vị thật là nhiều. Cảm ơn quý vị lúc nào cũng yêu thương và gìn giữ chương trình âm nhạc Tính Phòng. Thì Lưu Vũ mượn những nhạc phẩm của nam nhạc sĩ Minh Nhiên và tiếng hát của Lưu Bích để thân tặng cho rất nhiều quý khán giả yêu mến chương trình âm nhạc Tính Phòng. Và luôn nói với Lưu Vũ là rất thích chương trình này bởi một lý do là không đoán được Lưu Vũ và Vương Hương mời ai lên chương trình này để hát tặng quý vị. Mỗi tuần mỗi gương mặt khác nhau. Nhưng hôm nay đặc biệt là sau tuần vừa rồi hát với ba nhạc phẩm mà trữ tình với chất giọng trầm ấm và nhất là cái nốt bè trầm rất là hay, thì nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu, rất nhiều quý khán giả đã text và email nói Lưu Vũ là nhớ mời lại Hồ Lệ Thu. Thì sẵn dịp Hồ Lệ Thu có mối ân tình với một người bạn Lưu Vũ, đó là Minh Nhiên, và Minh Nhiên ngồi trên sân khấu của âm nhạc Tính Phòng của đài SCT với Vương Hương là những người bạn, cho nên Lưu Vũ cũng gọi điện năn nỉ Hồ Lệ Thu để lên chương trình này, và Hồ Lệ Thu rất dễ thương, quý thưa vị, ok với Lưu Vũ liền. Cảm ơn Hồ Lệ Thu cũng như Minh Nhiên, và trở lại với Vương Hương. Vâng, để tiếp nối lời của Lương Vũ, vì tối nay sẵn dịp tối nay là hát cho show Minh Nhiên, và chúng tôi cũng mới vừa rehearsal xong là bắt cóc Hồ Lệ Thu lên đây ngay. Vì quý vị á, có một số quý vị nói Vương Hương khi mà Vương Hương đi chợ gặp nó chưa nghe đã nữa. Nó ba bài rồi mà chưa đã nữa hả thưa cô? Nó chưa đã. Thì Hồ Lệ Thu ơi, trước tiên là mời Hồ Lệ Thu gửi lời chào tới rất nhiều fan của Hồ Lệ Thu trên chương trình âm nhạc Tính Phòng của đài SCT rồi đó. Hồ Lệ Thu xin thân mến chào quý vị khán giả đang xem đài SCT và chương trình nhạc Tính Phòng cùng The Friend. Thì Hồ Lệ Thu xin chân thành cảm ơn tất cả những tình thương mà quý vị đã dành cho Hồ Lệ Thu, mà để ngày hôm nay Hồ Lệ Thu lại một lần nữa mới tuần trước và tuần này trở lên TV để đến cùng quý vị. Thu ơi, Thu có ân tình gì với nhạc sĩ đẹp trai Minh Nhiên? Thì Thu đây là máy chính của Thu có thể trả lời với quý khách thính giả. À đây máy này phải không? Đúng rồi. Bây giờ ngồi lộn, nhìn lộn máy. Nhìn lộn máy không sao. Dạ thì giống như tuần trước thì Hồ Lệ Thu có nói với quý vị là Minh Nhiên với Hồ Lệ Thu là Minh Nhiên là người chú ruột của con gái Hồ Lệ Thu, là em của người chồng trước đây của Hồ Lệ Thu. Thì nhưng hồi đó khi mà còn làm dâu thì hai chị em ở chung nhà. Hai chị em ở chung nhà và chú Nhiên lúc nào cũng xúi chị dâu là đừng có ở nhà, đi hát lại đi. ủng hộ. Em mà lúc đó thì ông xã Hồ Lệ Thu lúc đó thì không có cho đi hát nên cứ ở nhà thôi. Chắc là ghen phải không? Tại vì đẹp quá. Má ông xã. Thưa quý vị, ông xã của Hồ Lệ Thu cũng là một nhạc sĩ. Gia đình Minh Nhiên ba anh em, anh Hoài Phương đúng không? Minh Phương. Anh Minh Phương, anh Minh Phi. Minh Phi và Minh Nhiên là đều là nhạc sĩ hết. Mà ba anh kính thưa vị, anh Minh Phương cũng rất là giỏi, là một trong những anh thầy giáo, mà thầy giáo dạy mà piano và keyboard, và một người mà học trò mà đang thành danh tại Hoa Kỳ, mà bị thấy nghe tên là thân trọng Uyên Phương, là học trò của anh Minh Phương. Minh Phương đúng không? Nhưng trong gia đình của Minh Nhiên thì ba anh em như vậy, sáng tác như vậy, thì Minh Nhiên là Lưu Vũ biết được là Minh Nhiên học accordion.
Mà có cơ duyên nào Minh Nhiên trở thành một trong những nhạc sĩ sáng tác nổi tiếng? Vì tình yêu. Xin chào quý vị khán giả đài SET. Thì thật ra lúc đầu Minh Nhiên là một nhạc sĩ chơi nhạc của các ban nhạc, nhưng mà cũng rất là mê các sáng tác của các bậc đàn anh đàn chú, thì cũng tự mình sáng tác. Nhưng mà lúc đầu thì nghĩ là sáng tác để mình tự hát với nhau thôi. Thì cái cơ duyên như Luân Phụ hỏi ấy, thì tại vì có người bạn cách đây cũng trên 10 năm rồi, ca sĩ Lâm Trường, thì Lâm Trường có nghe một bài của Minh Nhiên là bài Mưa Tình, và Lâm Trường có nói đưa cho Trường để ra album. Thì sau khi Trường ra album mấy ca khúc đó thì cũng có một số phản hồi cũng tốt, cho nên lúc đó thì Minh Nhiên mới bắt đầu tự tin và đi qua cái đường mực sáng tác. Cảm ơn Minh Nhiên thật là nhiều. Thưa quý vị, Lục Vũ không làm mất thời gian của quý vị, thì xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Hồ Lệ Thu. Xin mời Hồ Lệ Thu giới thiệu nhạc phẩm gì? Kính thưa quý vị, Hồ Lệ Thu nghĩ là trong cuộc đời mình ai cũng có một cái niềm đam mê. Ngay cả trong âm nhạc, phải có một cái niềm đam mê để sống thật lâu với âm nhạc. Và trong tình yêu cũng vậy. Thì ngày hôm nay, Hồ Lệ Thu xin gửi đến quý vị nhạc phẩm được mang tên Kiếp Đam Mê của nam ca sĩ, nhạc sĩ Duy Quang. Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, cho tôi còn được thấy đời vui. Khi cơn mưa mùa đông đã tới, xin giã từ ngày tháng sông trên. Đôi tay này vẫn chờ mong, con tim này dù lắm long đong. Tôi yêu người bằng mối nghiệt oan, không than vãn và không trách oan. Cho tôi chọn một kiếp đam mê. Thôi, tôi ước mơ anh bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi. Môi anh ru nỗi đau tuyệt vời màn đêm phủ lửa đôi, và thời gian cũng như ngừng trôi. Yêu thương này người hãy nhận lấy, ôm tôi đi môi ôn tràn đầy. Trong tay người tình sẽ cuồng say, mong con khó vụt bay. Tôi không cần vàng chỉ mãi thân tôi khờ dại. Tôi yêu người hồn trong tình trong, tôi vẫn cứ đợi mong. Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, cho tôi còn được thấy đời vui. Khi cơn mưa mùa đông đang tới, tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Thôi, tôi ước mơ anh bỏ cuộc.
cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi. Môi anh dù nỗi đau tuyệt vời, khi màn đêm phủ lửa đôi, và thời gian cũng như ngừng trôi. Yêu thương này người hãy nhận lấy, trong tay người tình sẽ cuồn quay, bao khốn khó vụt bay. Tôi không cần và nghĩ ngợi chi, ai chê bai thân tôi khờ dại. Tôi yêu người hồn trắng tình trong, tôi vẫn cứ đợi mong. Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, cho tôi còn được thấy đời vui. Khi cơn mưa mùa đông đang tới, tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người cảm ơn nam nhạc sĩ Minh Nhiên đã lúc nào cũng ủng hộ cho nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu, cho nên Hồ Lệ Thu hôm nay hát quá hay quý vị ơi, một tràng pháo tay thật lớn. Vì nhớ giữ làn sóng sau vài phần thông tin thương mại thì sự trở lại của Hồ Lệ Thu, Minh Nhiên, Vương Hương và Lô Vũ nha quý vị nhé. Cảm ơn quý vị lúc nào cũng yêu thương và gìn giữ chương trình âm nhạc tính phòng. Quý vị ơi, lại hoán đổi vị trí nữa, Vương Hương lại ngồi lên ghế và nhường lại tiếng đàn piano dành cho nhạc sĩ Minh Nhiên. Thì Vương Hương có yêu cầu nhạc phẩm gì không? Tại vì Vương Hương có nói chuyện vui đó thưa quý vị, là thôi bây giờ Nhiên đàn cho Hồ Lệ Thu hát một bài khác nhạc mình đi. Hương muốn nghe thì Nhiên đã ok và Hồ Lệ Thu xin giới thiệu bài hát mới đi. Hát xin luôn. Mời Hồ Lệ Thu nhạc phẩm kế tiếp. Bữa giờ Cali ít mưa quá. mình ước được mưa. Và những cặp tình nhân cũng luôn luôn là nhìn mưa mà cảm thấy ước ác hơn. Hạnh phúc lắm. Lãng mạn hơn, lãng mạn hơn. Quýt hơn. Vậy biết bài rồi phải không? Hồ Lệ Thu xin mời quý vị dừng lại hát với đi. Lại đoán bài hát. Đoán luôn, quý vị nào mà đoán bài nhạc mà phẩm này tên gì, tặng hai vé tối nay lại Vũ Trường Blue cái thưa vị. Tác giả. Gọi cho Lưu Vũ, text cho Lưu Vũ 714-467-5840, 714-467-5840, tác giả và tên bài hát thôi. Xin mời Minh Nhiên. Thời gian đứng yên lắng đọng, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Trong cơn ngủ quên trôi cô giá từ, vì đường xa ướt mưa. Da em lụa là tóc em xóa lung linh trời sao sáng trong mắt em. Môi em làm thêm có cô dáng tươi vì đường xa ướt mưa.
ngại đường xa ướt mưa. Em muốn anh đưa em về, sao em không ở lại đây đêm nay? Vì đường xa ướt mưa, đừng mất anh đưa em về. Anh xin em đừng về, đường quá xa xôi. Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Trong cơn ngủ quên trôi câu giang từ, vì đường xa trong cơn ngủ quên trôi câu giang từ, vì đường xa ướt mưa. Anh xin em đừng về, vì đường xa. Chào phát tay thật nồng nhiệt dành cho tiếng đàn piano của Minh Nhiên và tiếng hát tuyệt vời của Hồ Lệ Thu trở lại với Vương Hương. Xin mời Vương Hương. Vương Hương nghe bài này thì Vương Hương chợt nhớ đến Hương có hai người học trò khi đám cưới, thì đây là bài hát kỷ niệm của họ. Thì Vương Hương cũng muốn xin tặng cho Châu và Huy và chúc bà ngoại Thanh Phượng mau bình phục về nhà với con cái sẵn đó thôi. Và tối nay chắc chắn Hồ Lệ Thu, nếu quý vị khán giả có yêu cầu bài này, Thu có thể hát tặng cho quý vị không? Vào tối ngày tối nay. 9 tối nay. Tối nay đúng, tối Chủ nhật. Tối hôm nay live show của Minh Nhiên. Dạ đúng rồi, thì tối Chủ nhật. Cô nàng, cô nàng hát xong cô nàng quên hết. Quá. Dạ, thì đương nhiên là khi quý vị đến với sân khấu và Hồ Lệ Thu và tại Blue trong chương trình tối nay, thì bài nào quý vị yêu cầu Hồ Lệ Thu sẽ hát. Và chắc chắn là bài này thì khi mà quý vị yêu cầu là Hồ Lệ Thu sẽ hát lại trong đêm. Nhiên có công nhận là khi mà Hồ Lệ Thu lên sân khấu cái sức nóng nó dễ sợ không? Xin mời Minh Nhiên. Đại chức được rồi đó. Đó. Minh Nhiên xin mời quý vị 9 giờ tối nay xin quý vị tới Blue để nghe anh em Vương Hương, Luân Phục, Minh Nhiên, Hồ Lệ Thu cùng với các ca sĩ như Lưu Bích, Mai Gia, Hồng Liên, Hà Thanh Xuân sẽ cho quý vị một cái đêm thật là vui, nhiều niềm vui. Nhưng ơi, chúng ta lại không còn nhiều thời gian, thì những gửi gắm những tác phẩm của Minh Nhiên và khán giả California và ngay cả livestream trên toàn Việt Nam, thế giới, thì Minh Nhiên vài lời trước khi chia tay với quý vị khán thính giả. Và chào bạn bè 500 anh em bạn nhạc Việt. Minh Nhiên xin một lần nữa cảm ơn đài SET đã tạo điều kiện cho Minh Nhiên được ngồi đây để chia sẻ trước khi cái đêm nay cái live show của Minh Nhiên và các bạn. Minh Nhiên xin chúc tất cả quý vị khán thính giả của đài SET và các khán giả yêu nhạc của Cali và toàn thế giới sức khỏe dồi dào. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời Hồ Lệ Thu, fan của Hồ Lệ Thu, bạn bè, người thân và gia đình mình, xin mời Hồ Lệ Thu có vài lời. Hồ Lệ Thu biết là có rất là nhiều anh em bạn bè đã đặt chỗ để đến với đêm nay. Nhưng mà Hồ Lệ Thu mong là sẽ gặp rất rất là nhiều tất cả mọi người xung quanh đây đến cùng với Hồ Lệ Thu, Minh Nhiên, Luân Vũ, Vương Hương, Lưu Bích, Hà Thanh Xuân, Maya và Hồng Liên trong đêm diễn ngày hôm nay. Và chúc mọi người một ngày Chủ nhật thật là đẹp, thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ và đầy năng lượng để đến chơi cùng với tất cả mọi người, tất cả anh em ở đây. Và xin mời pianist Vương Hương. Vương Hương cũng mong để về để chuẩn bị cho đêm diễn thật tốt tối nay và hẹn gặp quý vị tối nay nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Riêng với cá nhân Lưu Vũ thì câu nói quen thuộc đó là hãy hôn người kế bên để quên đi mọi buồn phiền trong cuộc sống và hãy ủng hộ cho chương trình ca nhạc với nam nhạc sĩ Minh Nhiên.
ngày 9 kính thưa quý vị, tối Chủ nhật ngày hôm nay 9 tháng 7 tại vũ trường Blue kính thưa quý vị. Đáng lẽ một lần nữa Lương Vũ xin nhắc lại, đáng lẽ làm tại Moonlight nhưng vì Moonlight đang trong thời gian có sửa chữa cho nên không kịp để làm, và chúng tôi đã quyết định dời qua vũ trường Blue. Một lần nữa Lương Vũ gửi lời cảm ơn nữ ca sĩ Phi Khanh đã tạo điều kiện cho Lương Vũ, vì có thể gọi cho Lương Vũ trực tiếp ở số 714-467-5840 để biết thêm chi tiết về show nhạc này. Quý vị, chúc cho cả nhà thật là vui và hạnh phúc trong ngày Chủ nhật.